Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh, con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự Giác Lợi. Hôm nay với lòng thành kính con về miếu phụng sự Tam Bảo trả lễ. Con thỉnh dầu trả lễ hôm qua, hôm nay con thành tâm thỉnh bánh cốm về con dâng lên trước án, con cúng trả lễ. Con nguyện xin ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà bên gia bên tướng của bà, ông bà sơn thần thủ địa đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin ông bà chư thần chư thánh, ông bà bên gia bên tướng của bà, xin bà sơn thần thủ địa đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc lớn cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin ông bà đèn trời soi xét, xin ông bà độ ban cái phước cái lộc lớn cho tất cả bà con trên kênh của con. Nam mô A Di. Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự Giác Lợi, kính lại chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà bên gia bên tướng của bà, ông bà sơn thần thủ địa, ông bà tà, ông bà đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cái phước cái lộc lớn cho bà con cô bác trên kênh của con. Thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, có được cái lộc đồng ngân đồng ngọc trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Nguyện xin ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh, xin ông bà đèn trời soi xét. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin vào trong đảnh lễ bà. Con cũng trong khi chờ đợi nén hương số nó có hiện con số, con xin vào trong đảnh lễ bà, xin cái lộc bà. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Giác Lợi cũng thành tâm mời tất cả bà con cô bác vào trong đây đảnh lễ bà ha. Giác Lợi hồi nãy Giác Lợi cũng đảnh lễ bà rồi. Giác Lợi có nguyện xin bà cho Giác Lợi ra phía trước, Giác Lợi xin trước một thầy xăm. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ Giác Lợi vào, Giác Lợi xịt nước hoa cúng dường ha. Xịt nước hoa cúng dường rồi Giác Lợi thành tâm, Giác Lợi xin cho bà con cái lộc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Giác Lợi về phụng sự Tam Bảo, kính lễ vật cơm với chuối rồi lên trước án để xin cái lộc cho bà con. Giác Lợi xịt nước hoa cúng dường bà, xin mẫu đường thờ soi xét. Đó, Giác Lợi thành tâm kính lễ. Xin bà thương bà độ và ban cho bà con cô bác anh chị em đều được lộc may mắn hàng ngày, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Hôm nay Giác Lợi được xỉn được chai dầu thơm ngựa Thái nữa nè. Giác Lợi rất là mừng vì Giác Lợi thỉnh được rồi. Giác Lợi đi phụng sự Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì Giác Lợi thỉnh cái ngọn đèn hào quang về chùa Cây Trâm, về miếu bà Cây Trâm chứ, miếu bà Cây Trâm, để cúng cho đức cái tượng Phật Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đem công đức đó là hồi hướng cho tất cả bà con, cũng như và trên Zalo có người ủng hộ Giác Lợi đó. Giác Lợi thành tâm cảm ơn tất cả bà con hay có điều kiện Giác Lợi để thỉnh được cái đèn hào quang. Giờ cái chuông thì chưa đủ kinh phí, Giác Lợi tạm gác qua bên, Giác Lợi để dùng số tiền Giác Lợi thỉnh cái đèn hào quang về chùa miếu bà Cây Trơm, miếu bà Cây Trơm. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Giác Lợi thành tâm khấn nguyện xin cái lộc cho bà con nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lại Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính cúi đầu đảnh lễ chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, lân các ngài Long Thiên Hậu Miếu. Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự Giác Lợi. Hôm nay với lòng thành kính con về miếu thành tâm kính lễ vật lên trước án, thành tâm thắp nén tâm hương phụng sự Tam Bảo cúng dường. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, các vị Long Thần, Long Thiên Hậu Miếu đèn trời soi xét, xin từ bi ban phước ban lộc ban cho bà con cô bác trên kênh của con, trên kênh Thần Tài Giải Trí cũng như trên kênh Giác Lợi Vlog của con một tỷ sâm cầu cả tài cả lộc may mắn ngày 21 tháng 5 năm 2024. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện ban cho một tỷ sâm may mắn, một tỷ sâm cầu được cả tài cả lộc ngày 14 tháng 4 âm lịch năm 2024 thứ ba miền Nam có Đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, đêm có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc may mắn, một tỷ sâm cầu cái tài cái lộc, để cho bà con cô bác anh chị em trên kênh của con được hưởng cái ân đức của bà độ cho một tỷ sâm mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn ngày thứ ba miền Nam có Đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin bà độ và ban cho một tỷ sâm tốt.
Số thẻ sâm dương luôn nha bà con, số thẻ sâm dương, số thẻ sâm dương luôn. Dắt lại quay vào trong, dắt lại trình lễ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính lại Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Đây là số thẻ sâm 52 sâm dương, con vừa lắc ra được, con quay vào trong, con trình lễ, con nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho số thẻ sâm này cầu được cái tài cái lộc trùng khớp với các công ty xổ số kiến thiết miền Nam có Đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Bà độ và ban cho bà con được hưởng cái ân đức số thẻ sâm này có cái lộc trùng khớp với các công ty xổ số kiến thiết, để bà con trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn ngày thứ ba, ngày 21 tháng 5 dương lịch năm 2024 nhằm ngày 14 tháng 4. Xin Bà độ và ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 52, con xin để vào trong bát hương. Con xin Bà điểm chỉ, Bà độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lại Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Đèn trời soi xét hôm nay lúc 5 giờ sáng con về miếu phụng sự Tam Bảo. Con xin Bà thương, Bà độ và ban cho số thẻ sâm con vừa xin được là số 52, có cái lộc ngày thứ ba trùng khớp với Đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Xin đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Bà cho con xin được thánh keo, để bà con cô bác trên kênh của con thấy Bà ban cho thánh keo, để bà con tìm mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn ngày thứ ba. Xin Bà thương, Bà độ cho số 52 có cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, một lần được thánh keo nha bà con ha, một lần được thánh keo ha, một lần được thánh keo nha, một lần Bà độ và ban cho thánh keo ha. 352 nha, 352 nha bà con ha. Thứ ba bà con ghép dùm cho dắt lại 352, bà con nhớ ghép dùm cho dắt lại là con 352 ha. 352 thì bà con cô bác anh chị em lưu ý dùm cho dắt lại ha. Nam mô A Di Đà Phật. 352 nha bà con. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin độ cho số thẻ sâm 52, 352 có cái lộc lớn ngày thứ ba, ngày 21 tháng 5 dương lịch năm 2024. Xin Bà độ cho vị đầu, vị đặc biệt, vị trong lô, vị ba càng rực rỡ 352. 352 để cho bà con có được cái lộc. Cúi xin bà Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu, đèn trời soi xét. Xin từ bi gia hộ ban cái phước cái lộc 352 để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc con 352 rực rỡ miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Xin Bà thương, Bà độ và ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bà con cô bác anh chị em đảnh lễ bà, xá bà ha. Rồi dắt lại ra, dắt lại đón nhận nén hương số để cho bà con cô bác anh chị em xem. Rồi dắt lại cũng nguyện tụng một biến chú đại bi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà cho con nguyện tụng nguyện niệm một biến chú đại bi, nguyện đem công đức hồi hướng cho ai bị tâm tai phạm thế tế, xem kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Na Đa La Dạ Gia. Nam mô A Di Đà. Và lâu kết đây tôi bắt ra gia bồ đề tắc đỏ bà gia ma ha tắc đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tắc bạn đạo Phật về sổ đất na đất tỏ. Nam mô tất kiết lực đỏ y mong ma ba đi gia mô tất kiết lực đỏ y mong ngoài đi gia và lâu kết đây tắc Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cần trị hay đi ma ha bằng đại sa mê tắc bà tha đầu du bằng a thời dân tắc bà tắc nam ma bà gia ma phật đầu đất địa tha nga bà lâu hay lô ca đấy ca ra đấy di hay đi ma ha bồ đề tắc bà ma ra mà hay ma hay đi đại dân câu lô kiết mong độ lô phật xà gia đấy ma ha phật xà gia đấy đà ra đà địa đề ni tắc phật ca gia ra gia ra mà phật ma ra một đây lại thì hai hai tất na ra sam phật ra sa lợi phật ra phật sam phật ra sa gia hồ lô ma ra hồ lô đề ta ra ta ra tất đề tố lô tố lô bồ đề giáo bồ đề giáo bồ đề giáo bồ đề giáo dưới đấy thì giờ na ra cần trì đề đề sắc ni na ba giờ ma na ta bà ha tất đề giả ta bà ha tất đề dung ngay tất bạn đề giả ta bà ha ma ra ra ta bà ha tất ta tăng a một vị giả ta bà ha ta ba ma tất đề giả ta bà ha giả kiết ra tất đề giả ta bà ha ba đà mi tất đề giả ta bà ha nam mô phật ra tất na ra ra giả gia nam mô qua đề gia bồ lô cái đấy tất bạn đề giả ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà hán tất điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà hán tất điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà ha hán tất điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà chứng minh cho lòng thành kính của con. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà con cô bác trên kênh, ai bị tâm tai phạm thấy tới, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, thì xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 52 nha bà con ha, là số 52, 52, 352 ha, 352 nha bà con ha, 352 bà con nhớ nha, nhớ 352 ha. Rồi 352 nha, dắt lại hồi xăm ha, dắt lại hồi xăm. Xin nguyện bà độ và ban cho, để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà. Cao này chín đỏ luôn, cao chín đỏ luôn ha.
tao chín đỏ rồi, tao bơm nước vô, tao cài, tao chuẩn bị xạ nè. Chắc chừng vài bữa nữa là đi ra đây là lúa xanh đậm lại rồi, chừng vài bữa nữa rồi con, chắc cũng trong vài bữa nữa là lúa xanh đồng luôn rồi. Con không có gì đâu Phật, giác lại đón nhận số thẻ xăm cho nén hương số cho bà con ha. Ôi sao giác lại không thấy số vậy đó trời, không lẽ là giác lại quay nãy quay cái về hướng ra đúng mà sao không thấy số vậy đó là bà con thấy số gì không chứ giác lại không thấy số vậy đó là. Cái giác lại có lộn không ta? Rồi, nén hương số không thấy số bà con ơi, nén hương số hôm nay không thấy số rồi, nén hương số hôm nay không thấy số, nén hương số không thấy số rồi bà con ơi. Nén hương số không thấy số rồi, nén hương số không thấy số bà con ơi, nén hương số không thấy số rồi, nén hương số không thấy số rồi, nén hương số không thấy số rồi bà con ơi. Nén hương số hôm nay không thấy số, con cũng xin chư thần chư thánh chư vị thần linh đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con thắp nén hương số không thấy số, không có số, cũng bị lỗi kỹ thuật trong cái nén hương số. Con cũng xin chư thần chư thánh chư vị thần linh xin đèn trời soi xét, xin độ ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc lớn. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà được nén hương cái thẻ sải sâm 52. Con cũng xin chư thần chư thánh chư vị thần linh độ cho 2025 3/22/325 ngày thứ ba được cái lộc lớn. Con cũng xin cái nén hương số không có số, không có số, không có số, cái nén hương số không có số, con tưởng đâu là không có số. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi xin chư thần chư thánh chư vị thần linh đèn trời soi xét, xin độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật.